Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại công viên trung tâm của dự án The Standard anh chị khách hàng nhé. Thì video này Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng về những cái căn nhà phố hiện hữu tại dự án The Standard của chúng ta. Rồi bây giờ xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang để mình xem những căn nhà phố thực tế anh chị khách hàng nhé. Bên tay trái của Giang đây là khu vực lối dạo bộ. Phía hai bên cái lối dạo bộ này á thì đó là hồ cảnh quan. Và đây là không gian của khu vực hồ bơi anh chị khách hàng nhé. Đây là không gian của những cái căn nhà phố liền kề của chúng ta nè anh chị khách hàng. Thì với thiết kế của những căn này thì là một thiết kế độc lạ và mới nhất hiện nay theo phong cách thiết kế là tầng. Thì đa phần những nhà phố mà Giang đã từng bán, Giang thấy những cái thiết kế của nó khá là bí và nó không có tạo nhiều không gian độ thoáng. Chính vì vậy phía chủ đầu tư An Gia đã ra một cái thiết kế mới, đó là thiết kế là tầng. Nó sẽ tạo không gian của cái căn nhà chúng ta cực kỳ là thoáng và mang nhiều ánh sáng đến nhà. Nó tạo đối lưu gió cực kỳ là tốt luôn và giúp cho cái môi trường sống trong gia đình của chúng ta hòa quyện với thiên nhiên luôn. Rất là mát anh chị khách hàng nhé. Và theo thiết kế này á, thì chiều ngang của căn nhà chúng ta có là 5m, chiều dài là chạy dài từ 17 đến 20m anh chị khách hàng nhé. Nó sẽ có 3 loại chuẩn, 5 x 17, 5 x 18 và 5 x 20. Và bên cạnh đó thì phía chủ đầu tư có bố trí những căn ở những vị trí gốc như cái căn này anh chị khách hàng thấy trước mặt ha. Thì cái căn này diện tích nó sẽ lớn hơn. Tại vì nó có thêm cái không gian vỉa hè một bên bên hông nhà nữa và những căn có cái khoảng sân vườn nữa. Nếu anh chị khách hàng nào quan tâm đến những cái căn nhà phố tại dự án The Standard của chủ đầu tư An Gia thì vui lòng liên hệ với kênh Căn hộ Bình Dương qua số điện thoại 0916 470 880. Giang sẽ hỗ trợ anh chị đến tham quan thực tế và tìm hiểu những cái căn nhà phố lật tầng tại dự án The Standard của chúng ta. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại khu biệt lập The Standard Bình Dương. Xin chào anh chị khách hàng.